Rồi, xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em xóa một lần nhiều bài viết, tức là video hoặc là reel ở trên kênh. Thì các bạn vào cái facebook.com này, thì đây là cái trang RO5 nha. Đó, thì các bạn vào cái trang ở trên Facebook á, đừng có vào trong studio. Thì các bạn kéo xuống đây, thì ở đây nó có một cái mục là manager bot này. Đó. Thì sau đó thì các bạn tích. Thì nếu mà các bạn tích một lần 50 bài á, thì nó hay bị lỗi lắm, mà các bạn tích ít ít thôi, giống như mình tích lần lần 8 bài thôi, 10 bài đó. Chọn next rồi chọn delete bot. Chờ một xíu, tức là mình thử mà tích một lần 50 bài á, thì nó hay bị lỗi. Nhưng mà mình tích một lần 8 9 bài, 12 bài này nó thì nó bị lỗi hơn, cho nên mình chọn là tích một lần 9 bài cũng được. Đó thì mình lại tiếp tục làm lại cái cục thì đã xóa một phát là xong rồi. Đó thì cái trang này là chỉ có 8 bài thôi. Đó thì cái video của mình nó chỉ ngắn gọn vậy thôi, nhưng mà có thể giúp mọi người đỡ tiết kiệm thời gian, tức là vô trong studio xóa nó cực khổ lắm. Cảm ơn mọi người nhiều nha.